Ấy này quý khách ơi, thế ấy đi đâu sớm mà chẳng qua đò, chở đò đêm lão rất ngại sóng to, quay về là mắt nó lạnh nhầm nhầm, mất cho sang ấy thì van xin này. Lão cho sang rồi lại phớt mặt lão ngay. Ông cứ ra chào chó đi, không ai phớt mặt đâu mà sợ. Tốt hơn nhất là cứ nằm giấc ngủ say. Ấy không có tiền có gạo thì cứ đợi đến năm 2024 lão mới liệu nhá. Ông cứ ra chào chó đi, con cháu không trả tiền, không ai phớt công cơ sở. Ê, lão ra ngay đây. Thấy rồi. Anh ngày đêm mà khuya thanh vắng, nay có thanh nhớ nào nghe thanh kêu vang cũng lòng lòng. Chờ con đi đoàn để đưa khách nhi qua sông. Nào ra ngay đây, ra đi nào. Một đi theo một ai đi, não chờ đầy nước xưa đi nghỉ nhà linh hà. Ôi lão ra đây rồi nào, các con các cháu có phụ đâu, ta để chuẩn bị cho phụ xuống tòa, cả nhà con có phụ qua sông nào. Hôm nay kia như anh thì đẹp để con mà cô mẹ lấy chung ác tình mà tiên thì có chồng lại được chồng có tiền. Sao nào? Cụ về Tây Trúc mà không có tiền thì não cứ đầy ngôi. Ai ra chèo chở không ngồi được ông ơi. Hả? Chở đò nhà Phật không ngồi được. Rồi. Cứ chèo chở. Mô Phật dừng chân ghé lại để cho tôi nhờ. Mô Phật xin ông hãy cứ ngồi chờ. Mô Phật mẹ tôi còn mãi ván cờ đào tiên. Mô Phật ông chờ tôi sẽ trả tiền. Mô mẹ tôi còn mãi tiên nhân bày cờ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ông nãi ơi, xin phép ông đã đón quần lễ về thăm viếng cụ đã nha. Cụ ơi, xin trân trọng kính mời nã viếng của chi hội phụ nữ xóm đồng cùng với con gái chung của cụ dâng lễ vào thắp nhang viếng cụ. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
hồn cụ vong. Thưa toàn thể gia ta, chúng tôi hội chị em phụ nữ Xón Đông là hội chị em cùng với con gái chung của cụ. Được tin cụ đủ số về với tiên tổ, chị em có sắm sửa hương hoa đến trước linh sàng, xin được thắp cho cụ một tuần nhang. Trước là tỏ lòng thành kính với người đã khuất, sau xin được chia buồn cùng gia đình tang quyến. Xin chúc cho cụ vong dưới suối vàng sớm được siêu sinh tịnh độ, nơi cõi vĩnh hằng được yên giấc ngàn thu. Để tưởng nhớ tới hương hồn cụ, cho phép hội chị em phụ nữ chúng tôi được để một chút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Nhang thơm đã thắp, lễ viếng đã thành, chuyện lời của gia đình cũng như ban tổ chức xin trân trọng kính mời chi hội phụ nữ Xón Đông. Này môn thưa gia đình tang quyến, thưa vong hồn cụ, hôm nay cụ đã qua đời, chị em phụ nữ Xóm Đông có vài nhờ viếng thăm. Ơi ơi cụ vong ơi, hôm nay cụ đã xa vời, chị em phụ nữ có vài nhờ Đà Phật trước vào làm lễ vong linh mô Phật, chia buồn con cháu gia đình xót thương mô Phật, chút lễ mòn nén nhang cung viếng mô Phật, để tỏ lòng siêu thoát có nhau. A Di Đà Phật. Cụ ơi cụ đi bỏ cả cháu con, lấy ai rót nước bưng cơm bây giờ? A Di Đà Phật. Cụ ơi lấy ai bồng bê cháu thơ? Một đàn chắt nhỏ biết nhờ cậy ai? A Di Đà Phật. Công cha nghĩa mẹ nặng thay, lấy gì báo hiếu cho tầy công nuôi? Mô Phật. Nghĩa tình chia cắt đôi nơi, đàn con mẹ mất đi còn vui nỗi gì? Mô Phật. Cửa nhà cụ bỏ ra đi, hồn siêu phách lạc biết tìm nơi đâu? A Di Đà Phật. Ngàn năm mưa nắng dãi dầu, nằm sương gối đất mà đau cuộc đời. Mô Phật. Nghĩa tình chia cắt đôi nơi, anh em nội ngoại mất người đi xa. A Di Đà Phật. Vong linh đã có Phật bà dẫn đưa, trên trời thăm thẳm mây mù mô cụ về chín suối ngàn thu không còn. A Di Đà Phật.
cụ đi ra có Phật dẫn đưa trước bàn thờ hương trầm nhang khói, chúng em xin phục thờ mô Phật. Ơi ơi cụ Vong ơi, là cụ Vong ơi, cụ về chín xuôi ngàn thu không à còn. A Di Đà Phật. A Di là Phật ạ. Mời các chị em đứng lên để vái cụ hai vái ạ.